Các bạn nhìn rõ không? Các bạn đều ok hết rồi chứ? Nhìn thấy màn hình chưa? Kiểu là anh sợ bị lạc mất ai chết. Ok. Nhìn được màn hình rồi đúng không? Đang ấy, nhìn được màn hình cho Hết rồi anh ạ. ok, chào tất cả mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề luôn. Vấn đề là thế này. Thì cái lớp giải phẫu này thì chúng ta sẽ học tất cả là nhớ nhá, học tất cả là khoảng 10, chính xác là 10 buổi nhá. Chúng ta sẽ học học phần lý thuyết, học phần lý thuyết giải phẫu. Được chưa? Về cơ bản ấy thì cái lý thuyết mà giải phẫu anh dạy cho các bạn ấy thì nó là Y1. Đó, Y1 và Y2 thì nó sẽ đan xen về mặt thuần về lý thuyết, nhưng mà trong cái quá trình dạy lý thuyết ấy anh sẽ đan xen cả các vấn đề về một chút, khoảng độ 20% đến 30% về bệnh học về Y3 và Y4. Y4 cho các bạn tức là có ý tưởng là ôn thi nội trú nhá. Thì như anh nói với các bạn rồi thì cái mục tiêu, nhớ em phải đặt mục tiêu cho mình này, từ khi bước vào trường đạo y nhá. Em có thể học y Hà Nội này, y Hồ Chí Minh, y Phạm Ngọc Thạch, y Huế, y Vinh, y Thái Nguyên, y Hải Phòng, y Quốc gia, thậm chí là cả, kể cả y Kinh Công đi đây nữa nhá. Thì cái mục tiêu cao nhất của một người học y ấy là 6 năm ấy, thì chúng ta nắm được chắc những cái kiến thức cơ bản. Bởi vì sao? Thì những cái kiến thức cơ bản này nó sẽ phai mòn đi theo năm tháng, và không ai có thể khẳng định là tôi có thể nhớ hết tất cả mọi thứ từ năm 1 đến cho năm 6, thậm chí là những cái môn cơ bản nhé. Thì anh lưu ý các bạn này, thì tất nhiên là nó hơi mang tính cá nhân một tí, nhưng mà khi mà ở trường y này thì các bạn nắm cho anh những cái môn này này thì các bạn sau các bạn sẽ rất là khá này nhá. Mình phải có các cái môn này nhá. Một này, giải phẫu nhá. Số 2 đấy là sinh lý, đấy chưa? Đó, số 3 đấy là hóa sinh nhá. Số 4 đấy là sinh học nhá. Rồi, tiếp nhá. Tiếp này, các bạn phải nắm những môn này cho anh. Môn lên cao là môn sinh lý bệnh nha, tức là cái môn sinh lý này thì nó là sinh lý thường, được chưa? Tức là sinh lý thường ấy là cái chức năng sinh lý thông thường, tức là không trạng thái không bệnh. Sau đó chúng ta sẽ học sinh lý bệnh và môn hóa sinh lâm sàng nhá, được chưa? Hóa sinh lâm sàng, sinh lý bệnh, được chưa? Và môn gì nữa? Môn dược lý nhá, được chưa? Dược lý này đó. Thì tất nhiên là cái mục tiêu quan trọng là các bạn phải nắm được cái này là tiếng Anh chuyên ngành nhá. Tiếng Anh chuyên ngành các bạn học 6 năm rồi đúng không? Đó, thì mục tiêu của các bạn thì các bạn học cái môn này trong vòng 6 năm nha anh này. Đấy, bởi vì nói luôn là các bạn thi nội trú ấy thì các bạn tiếng Anh chuyên ngành ấy thì các bạn chỉ cần đạt AL khoảng độ 5.5 là được được miễn thi rồi nhá. 5.5 là được miễn thi rồi. Hoặc là các bạn thi tiếng Anh có bằng B1 4 kỹ năng nhá, hoặc là TOEIC 450 điểm. 450 điểm nhưng mà nhớ là phải 4 kỹ năng nhá. Đấy, cả nghe nói đọc viết nhá thì sẽ được miễn thi khi mà thi nội trú ấy. Đó, thì những cái môn quan trọng để bạn định hướng cho các bạn nhé. Thì nó môn dược lý này, dược lý xong lại còn dược lý thường ấy, cả dược lý lâm sàng nữa nhá. Dược lý lâm sàng, dược lý lâm sàng nhá. Còn tiếp theo này là các bạn phải học cho anh cái môn này. Tiếp theo là môn nội cơ sở nhá, nội cơ sở triệu chứng học ấy. Đấy, cái môn này thì Y3 thì rất là hăng hái khi vào học này, nhưng mà học được một tí thì thường sau Y6 thì quên hết
Tất nhiên nói không đến hết nó hơi quá, nhưng mà cái nội cơ sở này là i3 là giỏi nhất nhá. Nội ngoại cơ sở này đó, tức là trường y của mình ấy, sẽ học khoảng độ 30 cho đến 40 môn, thậm chí có những môn là học là còn không nhớ tên cơ đó. Và anh vẫn nhớ là khi mà học xong năm thứ sáu ấy thì anh có khoảng độ 100 cân sách, khoảng 120 cân sách, và không dùng đến thì cho hết khóa dưới, có số còn lại bán đồng nát. Cũng rất nhiều sách đó và cực kỳ tốn tiền mua sách. Nên là có một lời khuyên cho các bạn là các bạn sách cái nào cần mua thì mua, cái nào cần mua thì mua, còn cái nào không cần mua thì các bạn download trên mạng cho anh được. Nó cũng không nhất thiết các bạn phải in bản cứng ở đâu, tại vì bản mềm bây giờ nhiều lắm. Trên mạng ấy, mấy cái trang nhiều Doctor Plus ấy, rất nhiều sách. Bạn sướng hơn các anh thời ngày xưa thế. Tiếp theo nhá. Sau khi mà đạt được cái cấp độ này thì các bạn học tiếp bốn chiến cái hai cánh cho anh. Cái cánh tay phải là nội nhi này. Đấy, cái mấy bạn y bé nhá, y bé nhớ lời anh nhá. Bây giờ các bạn nhớ là các bạn học, bây giờ các bạn y bé là bây giờ bạn học cái kiểu nó cũng hơi dị nha, kiểu module nha, kiểu module này thì sẽ xuyên suốt các cái kiến thức về giải phẫu sinh lý hóa sinh một lèo đi theo hệ cơ quan. Nhưng mà vấn đề là các bạn chưa kịp ngấm giải phẫu thì đã học sang sinh lý rồi, thế bây giờ liệu rằng các bạn có nhớ được cái kiến thức đấy không đó, thì thật sự là nó vẫn là một cái câu trả lời nó không có. Đấy, nó khó ở cái chỗ đấy, nên là nhiều bạn học cái sinh lý về mô đun ấy, sản mô đun ấy, học loạn hết lên. Bây giờ người ta học đến 6 năm, học năm thứ 4 sản còn thấy khó nữa, còn em học một phát là lên sản khoa. Thì thực ra anh nghĩ cái gì nó cũng có cái tích cực, cái tiêu cực của nó đấy. Nhưng mà vấn đề là theo cái tư duy của anh thì anh nghĩ là như này. Tất nhiên là em sẽ gặp những bạn mà học mô đun ấy. Vấn đề là thế này, nước ngoài ấy, người ta học mô đun ấy, mô đun người ta lại chơi cái kiểu là USME. Người ta nó xuyên suốt kỹ năng, sách nó viết nó rõ ràng lắm, nhưng mà sách của mình ấy viết nó chẳng, tức là viết nó gọi là nó rời rạc ấy đấy. Nên là anh thấy là cái gì nó cũng có tích cực và nó có tiêu cực của nó, nên là cũng khắc phục nhá. Đấy, bản thân anh là một người sau khi đến đã đến năm nay học đến năm thứ 9 rồi nó, và anh cũng cảm thấy cái học module này nó tức là nếu mà nó áp dụng với đối với các em ấy, nhiều em bị kiểu bị chán ấy, ngấy người luôn ấy. Tại vì thực sự là đến anh bây giờ anh đọc có một số cái kiến thức nội khoa đến bây giờ anh còn mới hiểu được ấy. Đấy chưa? Đấy rồi là có những cái kiến thức giải phẫu mình ngày xưa mình học mình cũng chả biết học cái này làm gì, học cái này làm gì, nên là cảm giác, bởi vì anh cũng chia sẻ với các bạn, anh gốc thì là gốc chuyên toán. Ngày xưa anh cũng đi thi quốc gia toán suốt, và anh học y thì nói luôn là anh nói luôn các bạn, nó gọi là trái cánh đấy. Thì lúc đầu ấy vào trường y học thì mình cảm giác mình thấy nó lúc đầu nó ức chế ấy, kiểu nó ức chế thần kinh ấy, xong bắt đầu càng ngày bắt đầu học thì kiểu biết cách học ấy, một là sợ thi trượt đấy, thứ hai là bạn bè nó cứ 9-10 điểm là a cay, thế là quay ra là học hành cho nó tử tế. Và sau này học lên cao nữa thì xong anh lại chọn nội, có rất nhiều chuyên ngành chọn nhưng mà anh lại chọn nội, vì anh nói cho bạn trong cái video YouTube rồi đúng không, nội thì nó là tiền đề của tất cả các môn đấy. Bạn cứ học tốt nội khoa nhi khoa thì bạn môn nào bạn cũng sẽ học tốt hết, bởi vì nó rất là liên quan mật thiết đến kiến thức về giải phẫu sinh lý này các thứ này, đấy chưa. Đấy, ví dụ các bạn nhé, anh ví dụ một điều đơn giản này các bạn này, để các bạn có hứng thú bạn học hơn này. Ví dụ chẳng hạn như là cái giải phẫu nhá, bạn học cái gan đấy đúng không, cái gan đấy thì bạn học giải phẫu ấy có cái bao glycosome, bao gan ấy. Đấy, nên là những trường hợp mà bị viêm gan hoặc bị áp xe gan, tức là mình học cấp độ liên quan đến bệnh thì nó dễ gây căng giãn cái bao này này nhé, nó gây căng giãn em ạ, nó gây căng giãn cái bao này này, và khi căng giãn cái bao này bệnh nhân sẽ đau đó, được chưa, căng giãn bao này thì bệnh nhân sẽ đau. Ok chưa? Đấy, sau này mình học về bệnh ấy, các cái bệnh ví dụ chẳng hạn như là viêm gan hoặc là áp xe gan ấy. Đúng không?
Đấy, thì những trường hợp này thì sẽ gây ra các cái căng giãn các bao này và bệnh nhân sẽ đau. Như vậy học giải phẫu biết cái bao glisson là cái bao gì chứ, đúng không? Đó, bạn thấy học giải phẫu để làm gì chưa? Sau này học bệnh ấy, thì các bạn sẽ nhớ lại những cái kiến thức cơ bản thì các bạn sẽ rất là thấy rất là sướng. Ok chưa? Nội nhi là cánh tay phải nhá. Ngoại sản là cánh tay trái. Còn nếu mà ai chuyên về hệ ngoại tay trái. Và bạn nhớ cho anh một điều mà sau này anh dặn các bạn đến I4, I6 cũng thế thôi. Thậm chí là tất cả những cái đệ tử mà ôn thi nội trú của anh ấy, anh cũng nhắc là gì? Phải học tốt nội nhi đã, thì ông đọc ngoại sản ông mới hiểu được. Ok, và bọn em thì còn quá là bé để anh nói về những cái việc như này nhá. Thì đấy, cấp độ này. Đây, cấp độ I3, I4 thì nó chỉ là cấp độ sơ bộ về cái này thôi. Còn đến mà I5, I6, đúng không? I5, I6, I6 thì mình cấp độ này là cấp độ chỉ có cấp độ bệnh học thôi em ạ. Đấy, bệnh học nhá. Được chưa? Nhớ cấp độ này chỉ chúng ta sẽ chỉ có bệnh học. Và từ cái bệnh học này suy ra tất cả các môn khác. Đó. Thì tất cả những cái chương trình kể cả ôn thi nội trú của Mỹ hay là của cái gì đó thì các bạn có 3 cái mục tiêu cho anh nhá. Đặt mục tiêu cao, phải đặt mục tiêu cho mình này. Thứ nhất là nội trú Y Hà Nội. Thứ hai là nội trú Y Dược Hồ Chí Minh nhá. Thứ ba là nội trú Vin Uni cho anh, đặt mục tiêu rõ ràng cho mình như thế nhá. Còn cái nếu mà chúng ta trái cánh khi mà chúng ta cảm thấy cái đuối, lúc ấy chúng ta đã lùi với các nội trú của các cái trường khác ở tỉnh, được chưa? Thì tất nhiên những cái hệ đào tạo nó sẽ không tốt bằng cái này đó. Ví dụ bạn, bởi vì bạn hiểu là ví dụ như là Vin Uni ấy, đấy, ví dụ có khu Nhật Vương ấy thì Hà Nội cũng là nội trú nội thôi, học sẽ học ở viện 108 chứ không phải viện Bạch Mai. Thì ví dụ được trả cho 4 tỷ để đầu tư học trong vòng 4 5 năm đó. Và có đi học thì có lương, các bạn thấy rất là tuyệt vời không? Được chưa? Thì cái môi trường gần như nó lý tưởng các bạn, tức là chỉ có ăn và học thôi. Đấy, thì mục tiêu của cái chương trình giải phẫu này thì anh sẽ dạy các bạn 10 buổi lý thuyết như anh đã nói với các bạn, anh đăng lịch lên trên các bạn đấy. Sẽ dạy về giải phẫu cơ xương chi trên, mạch máu chi trên, thần kinh chi trên, giải phẫu cơ xương chi dưới, mạch máu chi dưới, thần kinh chi dưới, các cái cơ xương đầu cổ, mạch máu ấy, thần kinh và giải phẫu về tim thì là cái phần giải phẫu về học phần 1 nhá. Học phần 1 đó. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dạy 10 buổi thì chúng ta sẽ học vào tối thứ sáu. Tối thứ sáu. Và tối chủ nhật nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ học vào cố định vào 21 giờ 30, được chưa? Thì các cái hình thức học thì nó là gì? Hình thức học nó sẽ là Zoom meeting như anh trao đổi với các bạn này. Nhá. Cái thứ hai đó là học qua YouTube, cái thứ ba là mình có thể học qua Facebook. Được chưa? Và mình học qua ra mình có thể qua Zalo giải đáp các cái thắc mắc của các bạn. Đấy, thì sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn. Ví dụ tí anh sẽ nói cái video anh sẽ nói cho các bạn nhé. Thì cái video anh cũng thực ra anh cũng vừa quay xong cách đây khoảng 3 có 30 phút rồi. Vừa quay xong cách 30 phút. Ví dụ chẳng hạn như là khi mà bệnh nhân gãy xương cánh tay ấy, đúng không? Thì có cái cấu trúc là rãnh thần kinh quay. Đó. Và nó gây tổn thương thần kinh quay ấy, nó gây ra cái bàn tay rơi. Tức là bàn tay nó không duỗi được, nó rủ. Mất cái khả năng cầm nắm, bàn tay rơi. Được chưa? Đấy, ví dụ là thế thì các cái ứng dụng giải phẫu anh sẽ nói cho các bạn thì các bạn sẽ thấy cái môn giải phẫu nó đỡ chán và nó hay hơn. Nhá, nó đỡ chán và nó hay hơn thì quan trọng nhất là gì? Cái học các bạn làm sao các bạn đỡ chán ấy. Bởi vì ngày xưa anh nói rồi, ngày xưa anh đã vào cái anh là người trải qua rồi, anh là người trái cánh học cái này nên nhiều cái là học nó chán, mà một khi chán là nó không vào nhá. Bởi vì giải phẫu nó là gì? Giải phẫu nó là các cái môn hình thái. Như vậy là hình thái, anh chỉ khuyên em có đúng một điều này nhá, nhớ mà giải phẫu này, nếu mà các em có vẽ được thì vẽ, không vẽ được, không vẽ được thì sao? Không vẽ được thì xin bản vẽ. Đó.
bản vẽ rồi ta tô lại đấy, bởi vì chúng ta đâu phải là người có ai cũng có năng khiếu vẽ, anh cũng không có năng khiếu vẽ nhưng mà anh có khả năng vẽ lại các cái bức vẽ của người khác đó, thì cũng là cái cách mà một cách mà mình học lại cho các bạn vẽ xấu. Còn tất nhiên là các bạn vẽ đẹp các bạn có thể dùng cái phần mềm Minmap hay là các cái phần mềm hỗ trợ vẽ Notepad hay là dùng ở các cái iPad, iPad các thứ thì cái đấy là không nói làm gì nhá. Đó. Thì mình sẽ xin các bản vẽ xong bắt đầu mình sẽ tô lại ở trên máy. Ok. Đó, thì các bạn có hỏi gì không? Đấy, anh nói một lèo đấy. Các bạn hình dung hiểu được tạm tạm tương đối chưa? Đấy. Thì các bạn có hỏi gì không? Các bạn cứ hỏi đi.